13 phường xã của thành phố Hồ Chí Minh thuộc cấp độ dịch 3, trường học có phải đóng cửa. Chủng Omicron chiếm ưu thế, thành phố Hồ Chí Minh ra văn bản khẩn. 20 quận huyện ở Hà Nội có biến thể Omicron, trường trạm y tế lưu động bị tố vào tiền F0 mới cho đi viện điều trị. Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 Hồng Kông cao nhất thế giới. Tính từ 16 giờ ngày mùng 4 tháng 3 đến 16 giờ ngày mùng 5 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 131.817 ca nhiễm mới, trong đó có 37 ca nhập cảnh và 131.780 ca ghi nhận trong nước, tăng 6.212 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh, thành phố, có tổng cộng 88.572 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận các ca bệnh như sau, Hà Nội 25.013 ca, Bắc Ninh 7.161 ca, Nghệ An 6.460 ca, Sơn La 4.228 ca, Phú Thọ 3.864 ca, Hưng Yên 3.818 ca, Bình Dương 3.608 ca, Nam Định 3.536 ca, Lạng Sơn 3.251 ca, Quảng Ninh 2.998 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 2.984 ca, Đắk Lắc 2.916 ca, Vĩnh Phúc 2.805 ca, Hòa Bình 2.799 ca, Thái Nguyên 2.792 ca

Hà Giang 2081 ca, Điện Biên 2051 ca, Đà Nẵng 1967 ca, Lào Cai 1945 ca, Bình Định 1894 ca, Cà Mau 1732 ca, Lai Châu 1709 ca, Gia Lai 1481 ca, Quảng Trị 1.183 ca, Thanh Hóa 1099 ca, Lâm Đồng 1060 ca,

Quảng Nam 351 ca, Con Tum 303 ca, Bạc Liêu 266 ca, Đồng Nai 196 ca, Kiên Giang 158 ca, Long An 143 ca, Cần Thơ 138 ca, Sóc Trăng 49 ca, Đồng Tháp 46 ca, An Giang 46 ca, Ninh Thuận 38 ca, Hậu Giang 26 ca, Tiền Giang 8 ca. Ngày 5 tháng 3 năm 2022, Sở Y tế Phú Thọ đăng ký bổ sung 33.144 ca và Sở Y tế Thái Nguyên đăng ký bổ sung 8.297 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi giả soát bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Lai Châu giảm 928 ca, Quảng Ninh giảm 921 ca, Nam Định giảm 334 ca các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Hà Nội tăng 3.618 ca, Bắc Ninh tăng 1.150 ca và Phú Thọ tăng 576 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 109.499 ca một ngày. Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có 4.232.520 ca nhiễm, đứng thứ 21 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 137 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 42.847 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước 4.225.053 ca. Trong đó có 2.613.185 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 548.041, Hà Nội 365.456 ca, Bình Dương 308.418 ca, Bắc Ninh 135.181 ca, Quảng Ninh 122.442 ca. Về tình hình điều trị số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế trang cdc.kcb.vn. Số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 26.566 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 2.616.002 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.249 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.364 ca, thở oxy dòng cao HFNC 448 ca, thở máy không xâm lấn 111 ca, thở máy xâm lấn 318 ca, ECMO 8 ca. Số bệnh nhân tử vong từ 17 giờ 30 phút ngày mùng 4 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày mùng 5 tháng 3 ghi nhận 82 ca tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 2 ca, trong đó có 1 ca từ Khánh Hòa chuyển đến. Tại các tỉnh thành phố khác, Hà Nội 12 ca, Quảng Ninh 8 ca, Đà Nẵng 7 ca, Nam Định, Thái Nguyên mỗi nơi 5 ca, Khánh Hòa, Nghệ An mỗi nơi 4 ca, Bắc Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Phú Yên mỗi nơi 3 ca, Bến Tre, Kiên Giang, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Trị mỗi nơi 2 ca, Bạc Liêu, Bình Phước, Bình Thuận, Cần Thơ, Cao Bằng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Bình, Thanh Hóa mỗi nơi 1 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 97 ca một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.726 ca, chiếm tỷ lệ 1% so với tổng số ca nhiễm. Trong số ca tử vong, xếp thứ 24 trên 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN tử vong trên 1 triệu dân, xếp thứ 23 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ tư ASEAN. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, ngày mùng 4 tháng 3, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 7.500 ca phải cách ly, chăm sóc và điều trị. Tình hình dịch chuyển biến phức tạp, 13 phường xã đã chuyển sang cấp độ 3, vì thế việc học trực tiếp của học sinh cũng sẽ phải thay đổi. Vậy các quận huyện nơi có phường xã thuộc vùng cấp độ 3 sẽ dạy học như thế nào? Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 của một trường tiểu học ở xã Bà Điểm thông báo vào sáng ngày 4 tháng 3 cho biết, do tình hình dịch bệnh chuyển biến phức tạp, xã Bà Điểm huyện Hóc Môn chuyển sang cấp độ 3, nên nhà trường thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 5 sẽ đi học một buổi một ngày từ ngày 7 tháng 3. Theo đó, học sinh ba khối này sẽ đi học từ 6 giờ 45 phút và ra về lúc 10 giờ 50 phút. Học sinh hai khối còn lại học trực tuyến. Tuy nhiên sau đó, phụ huynh lại nhận được thông báo mới, học sinh vẫn đi học và tổ chức bán trú bình thường. Chia sẻ về thông tin này, ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng phòng giáo dục huyện Hóc Môn cho biết, huyện chỉ có xã Bà Điểm là thuộc cấp độ 3 theo công bố mới đây của thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, phòng giáo dục cũng đang tham vấn với ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện để đánh giá tình hình cụ thể của từng trường mới đưa ra được quyết định. Nếu trường nào có số ca nhiễm cao hoặc diễn biến phức tạp mới chuyển đổi hình thức dạy học. Theo ông Hiệp, ngoài xã Bà Điểm, các xã khác của huyện vẫn tổ chức dạy học bình thường. Tương tự, quận 10 có 10 phường thuộc cấp độ 3, nhưng ông Nguyễn Văn Thành, trưởng phòng giáo dục quận cho biết cũng sẽ đánh giá tình hình từng trường để đưa ra quyết định. Về vấn đề này, ông Dương Trí Dũng, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đó Sở xây dựng kế hoạch trường học hoạt động theo cấp độ dịch của cấp quận, huyện hoặc là cấp thành phố để đánh giá mức độ an toàn trên địa bàn rộng. Còn hiện nay, việc hoạt động của các cơ sở giáo dục đang tuân theo tiêu chí của Bộ Y tế. Việc đánh giá mức độ an toàn trong phạm vi hẹp hơn là ở cấp phường. Về bản chất, theo ông Dũng thì những quy định này giống nhau, nhưng thành phố Hồ Chí Minh cũng đã giao quyền chủ động cho ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp quận, huyện và của các trường để quyết định việc tổ chức dạy học. Ông Dũng phân tích như vậy, dựa trên cấp độ dịch của phường xã thì ban chỉ đạo phòng chống dịch của các quận huyện sẽ xem xét, đánh giá lại tình hình thực tế của các trường ở những địa phương này để đưa ra quyết định cho từng trường. Như vậy, tại 13 phường xã có cấp độ dịch là cấp độ 3, địa phương sẽ phải tùy theo tình hình đánh giá của từng trường để đưa ra quyết định hình thức học đối với học sinh. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc mới chủng Omicron đang chiếm ưu thế. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản khẩn yêu cầu các cấp các ngành quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn của thành phố đang có xu hướng gia tăng. Đặc biệt hiện nay, chúng Omicron chiếm ưu thế. Dự báo trong thời gian tới có thể xuất hiện thêm chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, cơ sở sản xuất kinh doanh và trường học. Do đó, Quỹ ban nhân dân thành phố đề nghị các sở ban ngành, các quận huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện nghiêm nghị quyết số 128 của chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện nghiêm và hiệu quả các biện pháp y tế. Theo đó, các quận huyện cần tăng cường triển khai hiệu quả, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, trong khu công nghiệp, trường học theo các quy định đã hướng dẫn đồng thời phối hợp tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 thần tốc hơn nữa, chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, ngay khi Bộ Y tế có hướng dẫn. Tiếp tục chỉ đạo triển khai mạnh mẽ chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, trong đó tổ chức tiêm vaccine, xét nghiệm tầm soát phát hiện người mắc COVID-19, chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ khi người sống chung, người cùng gia đình bị mắc COVID-19, hỗ trợ chăm sóc thể chất và tâm lý xã hội. Sở y tế có trách nhiệm điều trị toàn diện, phân tầng điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu. Tăng cường tổ chức cách ly, chăm sóc, điều trị tại nhà, công tác kết nối, hội chẩn, theo dõi, tư vấn điều trị từ xa, kịp thời chuyển tuyến, chuyển tầng điều trị, không để xảy ra tình trạng người mắc COVID-19 không liên hệ được với cơ sở y tế, không được quản lý, theo dõi y tế, cấp phát thuốc điều trị. Quỹ ban thành phố cũng giao cho Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác, chủ động phòng chống dịch của người dân, không tụ tập, không đến nơi đông người khi không cần thiết, tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, không vì đã tiêm vaccine mà lơ là chủ quan trong phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Y tế nhận định biến thể Omicron có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh và đang dần thay thế chủng Delta. Tại Hà Nội, 20 trên 30 quận huyện đã ghi nhận chủng Omicron. Bộ Y tế cho hay số ca mắc COVID-19 liên tục tăng nhanh, đặc biệt với nhóm người chưa tiêm vaccine và tỷ lệ tử vong do mắc COVID-19 gia tăng. Đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 4 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 2,5 triệu người đã khỏi bệnh và hơn 40.600 ca tử vong. Phân bố tỷ lệ nhiễm theo độ tuổi trong tháng 2 so với tháng 1 cho thấy nhóm từ 18 đến 49 tuổi chiếm 54,3% tổng số ca mắc,

Theo báo cáo, biến thể Omicron đã ghi nhận ở 20 trên tổng số 30 quận huyện của Hà Nội. Trong đó, biến thể BA.2 chiếm 87% tổng số các mẫu phát hiện biến thể Omicron. Biến thể phụ BA.2 có khả năng lây lan nhanh hơn 1,5 lần biến thể gốc BA.1 và có khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vaccine hiện tại hơn biến thể gốc BA.1 khoảng 30%. Dẫn quan điểm của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay, biến chủng Omicron đang lây lan nhanh chưa từng thấy. Năm 2022, tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp và chưa thể chấm dứt. Dù số ca mắc liên tục tăng nhanh, Thứ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo người dân chỉ nên mua kit test xét nghiệm khi thực sự cần thiết để tránh mặt hàng này bị đẩy giá lên cao. Ông tư vấn người dân có thể thực hiện test mẫu gộp ở gia đình và 2-3 ngày mới test một lần nếu cần, vì chu kỳ lây nhiễm của biến chủng Omicron là khoảng từ 2-3 ngày. Những ngày qua, Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước về ca mắc mới, ca tử vong và ca truyền nặng khiến đường phố vắng vẻ. Nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng ảm đạm vắng khách. Đường phố Hà Nội vào sáng ngày 5 tháng 3 vắng bóng người và phương tiện giao thông qua lại khi số ca mắc Covid-19 trung bình 15.000 trường hợp mỗi ngày trong tuần qua. Số vùng cam tăng vọt từ 74 lên 326 địa phương, chiếm tỷ lệ 56,3% trên tổng số phường xã. Tại các cây cầu dẫn vào trung tâm Hà Nội như Long Biên, Trương Dương, Nhật Tân, lát đác người dân vào thành phố. Từ đầu tháng 3, số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội liên tục lập đỉnh mới. Riêng ngày 4 tháng 3, thành phố có 21.396 ca nhiễm, cao nhất từ trước đến nay. Mọi tuyến phố vắng vẻ hơn dù không có lệnh giãn cách hay là hạn chế người dân ra đường. Và trong hình là đường Đào Tấn lúc 8 giờ sáng. Nhiều cửa hàng mặt tiền ở các phố lớn tại Hà Nội có giá cho thuê lên đến vài chục triệu đồng mỗi tháng, này cũng phải tạm đóng cửa. Dù các địa điểm du lịch đã được mở cửa trở lại, lượng khách đến tham quan Định Ngọc Sơn hay đi dạo quanh bờ hồ vẫn vắng vẻ so với trước dịch. Những quán cà phê xung quanh Hồ Cơm vốn là địa điểm được nhiều bạn trẻ ưa thích để ngắm phố phường. Ngày cuối tuần, này cũng rơi vào cảnh điệu hiu. Hy vọng rằng, người dân tại thủ đô Hà Nội nói riêng và trên cả nước nói chung sẽ nâng cao ý thức cùng với địa phương nỗ lực chiến thắng đại dịch, trả lại cuộc sống bình yên, nhộn nhịp cho tất cả mọi người. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, do tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là đã có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao, nên tỷ lệ tử vong trên số ca mắc trên phạm vi toàn quốc đã giảm sâu. Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy, đến nay dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tất cả các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nghị quyết số 128 của chính phủ. Số ca mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh thành phố trong tháng qua, với khoảng 50.000 đến 75.000 ca mỗi ngày. Ngày cao nhất là hơn 125.000 ca. Số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vaccine, nhất là nhóm dưới 12 tuổi. Tháng 1 chiếm tỷ lệ là 18,4% và tháng 2 là 24,3%. Biến thể Omicron có xu hướng gia tăng, lây nhiễm nhanh trong thời gian gần đây. Phổ biến ở các tỉnh thành phố, nhất là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thay thế dần biến thể Delta. Tuy nhiên, do tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là đã có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao, nên tỷ lệ tử vong số ca mắc trên phạm vi toàn quốc giảm sâu. Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc của 30 ngày qua là 0,2%, giảm so với tháng trước 1%. Ngày 1 tháng 2 là 0,9% và ngày 3 tháng 3 là 0,1%. So với tháng trước, số ca cộng đồng cả nước tăng 197,9%, nhưng số ca tử vong giảm 47,1% số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 24,5%, số ca nặng nguy kịch giảm 43,1%. Phân bố tỷ lệ nhiễm theo độ tuổi trong tháng 2 năm 2022 so với tháng trước, nhóm từ 18 đến 49 tuổi chiếm 54,3%, tức 871.083 ca, tăng 2,5 lần so với tháng trước. Nhóm từ 50 đến 65 tuổi chiếm 10,8%, tức 173.254 ca, tăng 2,2 lần so với tháng trước nhóm trên 65 tuổi chiếm 4,5%, tức 72.189 ca, tăng 2 lần so với tháng trước. Cũng theo Bộ Y tế, đến ngày 3 tháng 3, Việt Nam đã tiếp nhận 218 triệu liều vaccine, phân bổ 204,4 triệu liều, còn khoảng 13,6 triệu liều chưa phân bổ, đang tiến hành các thủ tục kiểm định chất lượng, xuất xưởng, tiêm được hơn 196 triệu liều. Về tỷ lệ tiêm chủng với đối tượng từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ mũi 1, mũi 2, mũi 3 lần lượt là 100%, 98,4% và 37,4%. Với đối tượng từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ mũi 1, mũi 2 lần lượt là 98,8% và 93,5%. Trong 30 ngày triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân từ ngày 29 tháng 1 năm 2022 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, cả nước tiêm được hơn 14 triệu liều, chủ yếu là liều bổ sung và liều nhắc lại hơn 12 triệu liều, góp phần vào việc tăng cường tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ hai liều vaccine cơ bản và tiêm mũi 3 trên toàn quốc. Như vậy, nước ta cơ bản đã bao phủ hai liều vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên. Đến nay, tỷ lệ tiêm mũi 3 là 37,4%, ước khoảng hơn 75% đối tượng đến lịch tiêm mũi 3 đã được tiêm chủng đến hết quý 1 năm 2022 này, ước khoảng 60% người từ 18 tuổi trở lên đủ thời gian để tiêm mũi 3, vì có khoảng 23,4 triệu người cần tiêm liệu bổ sung để hoàn thành lộ trình tiêm đủ liệu cơ bản chủ yếu được tiêm từ tháng 1 năm 2022. Do đó, thời gian tiêm mũi 3 cho các đối tượng này là từ tháng 4. Trong thời gian tới, với nhu cầu đi lại và mùa lễ hội năm 2022, mở cửa trở lại hoạt động giáo dục đào tạo trực tiếp, nhất là thời gian tới, Việt Nam nới lỏng cách ly y tế, giảm các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hành khách tất cả các phương tiện, lượng khách quốc tế đi và đến Việt Nam gia tăng mạnh sẽ không tránh khỏi gia tăng nguy cơ lây nhiễm, nguy cơ tiếp tục gia tăng áp lực lên hệ thống y tế. Còn tại Hải Phòng vào sáng mùng 5 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Trại Cao quận Lê Chân thành phố Hải Phòng cho biết đang họp và yêu cầu ông NMH, trạm trường trạm y tế lưu động phường Trại Cao làm tường trình về thông tin người dân phản ánh ông vòi tiền sau khi đến khám cho F0. Theo đó, anh T, người tố cáo ông NMH, tên viết tắt, bức xúc. Bố mẹ tôi đều nhiễm Covid-19, các cụ lớn tuổi nên tôi rất lo. Hôm 27 tháng 2, bố tôi đang nằm kết ly đi điều trị ở nhà thì thấy mệt, nồng độ oxy hạ nên tôi mới gọi trạm y tế lưu động phường Trại Câu để các anh chị ấy đến khám và đo. Khi người ở trạm vào đo xong, gia đình có tự nguyện cảm ơn họ 500.000 đồng, đóng trong phòng bị kính, Thế mà họ đứng giữa sân và xé ra, thấy có 500 000 đồng liền gọi điện cho ông H. Sau đó, họ đòi cả nhà 2 triệu đồng, mặc cả gãy lưỡi thì còn 1,5 triệu đồng. Theo anh T, sau khi người ở trạm y tế lưu động đòi thêm tiền, vợ anh T đã bỏ thêm 1 triệu đồng vào phong bì và nói chiều sẽ đưa nốt 500 000 đồng còn lại. Cả buổi chiều, ông H với số điện thoại 0947204XXX gọi liên tục cho vợ và em tôi đòi tiền. Chúng tôi bảo chuyển khoản thì ông máy không đồng ý và hẹn phải ra địa chỉ số 16 các cục đưa tiền. Ông máy còn nói gia đình nằm trên địa bàn quản lý còn nhờ nhau rất là nhiều nên cứ xem xét. Sau đó, anh T đọc được thông tin về việc thành phố Hải Phòng yêu cầu người dân khai báo y tế khi nhiễm Covid-19 để đảm bảo quyền lợi, nên đã bình luận và nêu sự việc của mình. Anh T cũng cho biết, gia đình có đầy đủ chứng cứ để chứng minh việc anh phản ánh là đúng. Được biết, sáng ngày 5 tháng 3, Gia đình anh T đã nhận lại được 1,5 triệu đồng kèm giấy biên nhận đã nhận lại tiền từ trạm y tế lưu động phường Trại Cầu. Lãnh đạo quý ban phường Trại Cầu cho biết, qua trao đổi ban đầu thì ông H nói tiền là do người dân cảm ơn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm kỹ và rõ rồi thông tin rộng rãi. Nếu có sai, sẽ xử lý nghiêm. Hiện tại vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ. Quý vị thân mến, theo các nhà khoa học Nhật Bản, biến thể Omicron có khả năng gây tử vong cao hơn cúm mùa ít nhất 40%. Qua đó cho thấy, nguy cơ tiềm ẩn nếu sửa bỏ các biện pháp hạn chế quá nhanh mà chưa đảm bảo bao phủ vaccine. Bloomberg vừa dẫn lại một phân tích của các chuyên gia tư vấn cho Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, tỷ lệ tử vong do biến thể Omicron ở Nhật Bản dựa trên số ca tử vong và số ca mắc bệnh kể từ tháng 1 là khoảng 0,13%. Dù con số này thấp hơn đáng kể so với mức 4,25% thời kỳ đầu đại dịch, nó vẫn cao hơn tỷ lệ tử vong 0,006 đến 0,09% của bệnh cúm mùa. Các nhà nghiên cứu cho biết, việc tỷ lệ tử vong của người nhiễm biến thể Omicron giảm có thể cho thấy độc lực virus đã giảm, đặc biệt là so với biến thể Delta, và lợi ích của việc tiêm vaccine. Họ cũng nói rằng, các phát hiện này cho thấy tầm quan trọng của việc áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch trước khi hoàn thành việc phủ vaccine. Những dữ liệu trên được ông Takaji Wakita, Chủ tịch hội đồng cố vấn của Bộ Y tế Nhật Bản đưa ra tại một cuộc họp báo vào đêm ngày 2 tháng 3. Ông Wakita cũng nhấn mạnh việc cần có thêm nghiên cứu để xác định tác động của việc nới lỏng các biện pháp chống dịch sau khi tất cả các hạn chế được dỡ bỏ. Chuyên gia này cũng lưu ý rằng dữ liệu mới công bố được thu thập khi hầu hết các biện pháp hạn chế vẫn đang được áp dụng. Ông Wakita cho biết, nghiên cứu này chưa được bình duyệt hay là công bố trên tạp chí y khoa. Ông cũng nêu ra một số hạn chế bao gồm cả sự khác biệt trong cách thu thập dữ liệu khiến cho việc so sánh chéo trở nên khó khăn. Ông Wakita cũng phát biểu, tuy nhiên vẫn có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ tử vong dù sự xuất hiện của Omicron đã thu hẹp khoảng cách giữa COVID-19 và bệnh cúm. Làn sóng lây nhiễm do Omicron gây ra đã khiến cho một số khu vực ở Nhật Bản áp đặt tình trạng gần như là khẩn cấp để hạn chế hoạt động của các quán bar và nhà hàng. Hiện tại, 31 trên 47 tỉnh của Nhật Bản đang áp dụng các biện pháp đó cho đến ngày 6 tháng 3. Một số khu vực bao gồm Osaka và Kyoto đang xem xét việc kéo dài tình trạng này, trong khi đó, những khu vực khác muốn dỡ bỏ các biện pháp hạn chế. Hồng Kông đang nổi lên trở thành điểm nóng COVID-19 ở khu vực. Thành phố đông dân này ghi nhận tỷ lệ tử vong trung bình 7 ngày do COVID-19 ở mức 17,8 trên 1 triệu người, cao nhất thế giới. Theo dữ liệu của Our World in Data, con số này của Đặc khu Hồng Kông cao hơn gấp rưỡi so với Latvia, nước có tỷ lệ 10,71. Xếp thứ hai trong danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận tỷ lệ tử vong do Covid-19 trong trung bình 7 ngày cao nhất thế giới tính tới ngày 3 tháng 3, theo trang cập nhật dữ liệu theo thời gian thực Our World in Data. Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 của Đặc khu Hồng Kông cao hơn rất nhiều so với các nước phát triển như Hàn Quốc là 2,22, Singapore là 1,94 và Anh là 1,62. Trong 4 ngày liên tục vừa qua, Hồng Kông đều ghi nhận hơn 100 ca tử vong vì Covid-19 mỗi ngày, chủ yếu là ở những người lớn tuổi chưa tiêm chủng. Hồng Kông hôm qua bước sang ngày thứ ba liên tiếp ghi nhận hơn 50.000 ca nhiễm mới nCoV, nâng tổng ca nhiễm đặc khu lên hơn 403.000 người. Trong 24 giờ qua, thành phố tăng 136 ca tử vong vì Covid-19. Từ ngày 25 tháng 2 tới ngày 4 tháng 3, Hồng Kông báo cáo khoảng 1.086 người tử vong vì nCoV. Số ca tử vong cho Covid-19 ở Hồng Kông chủ yếu là người cao tuổi và hầu hết ở trong các viện dưỡng lão. Quan chức y tế Liang Wanian cho biết, ưu tiên của Hồng Kông không chỉ là giảm ca nhiễm và trở nặng, mà còn phải giảm tỷ lệ tử vong ở người cao tuổi. Trong gần một năm qua, các chuyên gia y tế đã cảnh báo tỷ lệ tiêm phòng thấp ở người cao tuổi tại Hồng Kông sẽ là quả bơm hẹn giờ. Tỷ lệ tiêm vaccine ở đặc khu đã tăng sau làn sóng COVID-19 lần thứ 5 vào hồi tháng 12 năm 2021, song chỉ một nửa cư dân từ 80 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine. Bên cạnh đó, hệ thống y tế quá tải ở Hồng Kông cũng gây ra chậm trễ trong việc tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 cao tuổi, khiến cho họ phải tiếp tục chờ đợi trong các viện dưỡng lão, dẫn tới tỷ lệ lây nhiễm càng tăng cao. Giới chức Hồng Kông cho biết từ đầu tháng 2, số ca nhiễm tại đặc khu đã tăng lên 60 lần, khiến các bệnh viện quá tải. Bệnh nhân được điều trị trong những khu lều bạc, được dựng trong bãi đổ xe hoặc là không gian trống. Chính quyền Hồng Kông đã siết chặt quy định phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt nhất từ trước tới nay bằng cách hạn chế tụ tập ở nơi công cộng và cả nhà riêng. Từ ngày 24 tháng 2, Hồng Kông áp dụng hộ chiếu vaccine, trong đó quy định những người chưa tiêm vaccine bị cấm đến các địa điểm như nhà hàng, trung tâm mua sắm và siêu thị. Thưa quý vị và các bạn, cùng với Trung Quốc đại lục, đảo khu Hồng Kông là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới vẫn duy trì chiến lược không Covid. Thành phố đang đối mặt với giai đoạn căng thẳng nhất trong nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát liên quan tới biến chủng Omicron. Những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước và thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống. Hy vọng quý vị chú ý quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.